Vâng, trước mắt các bạn đây là một bộ đại tự câu đối, hàng chọn gỗ, chọn vần đẹp, có tích là Mai Hóa Long, được chế tác bằng gỗ hương đá các bác nhé. Thì hôm nay em xin quay đây video mộc thực tế cho các bác có thể xem và theo dõi. Thì đối với cả các ban thờ có kích thước khoảng 27 hay 197 thì các bác treo cái bộ đại tự câu đối 1m97 này lên thì nó vô cùng là đẹp và cân đối. Thì bộ đại tự câu đối này có kích thước đại tự ở giữa là 1m97, chiều dài là 1m97, chiều rộng là 67 và dày nguyên tấm là 4 phân, đục lổi 3 phân các bác nhé. Hàng đục rất là đẹp và sắc nét, câu đối hai bên mà em chặt gắn rất là tỉ mỉ, và các cái nét đục tích mai và rồng ở giữa các bác nhé. Thì sau đây em xin mời các bác đi vào cái đường nét chi tiết, em quay cho bác có thể thấy xem rõ cái nét đục nó đẹp thế nào các bác nhé. Xin mời. Vâng, thì sau đây em xin quay cho các bác thể thấy rõ từng cái nét đục của cái bộ đại tự câu đối này nó đẹp thế nào các bác nhé. Từng nét đục này các bác nhìn này, cái gấm mà em chặt nó rất là tỉ mỉ và sắc nét, cho đến cái tích của nó này. Thì em quay mộc nên có vẻ như mọi khi thì em hay quay cái hàng giáp vàng lên thì các bác có thể thấy rõ, hình dung rõ được cái đầu rồng của nó các bác nhé. Đấy, mai này, các cái đỉnh mai này hóa thành cái đầu rồng nên là tích của nó gọi là Mai Hóa Long các bác nhé. Các bác nhìn từng cái sợi vân của nó rất là nhìn nó rất là mê, mình nhìn cảm giác được đắm chìm vào cái sợi vân của nó, tự nhiên của nó các bác nhé, rất đẹp. Thì cái gỗ hương đá là một loại gỗ rất là tốt. Cái tom gỗ nó rất là mịn các bác nhé, tom gỗ mịn, và cái độ bền của nó thì không bị co hót và cong vênh do khí hậu thời tiết của Việt Nam. Đây, thì em quay cho các bác xem này. Đấy, các đời cấm này, chặt này, từ trái sang phải. Đấy, cho đến các đồng tiền của cái giải cuốn thư này. Đó, rất là sắc nét. Thì bộ này bọn em vừa được bọn em đục xong, nó đục bằng máy CNC xong thì mới gọi là thổi qua thôi, còn chưa kịp đánh cái giáp các bác nhé. Đấy, chưa kịp đánh giáp đã quay lên cho các bác thể xem này. Đấy, rất đẹp. Đó, từng cái đường nét chi tiết này. Đó, đầu rồng cho đến mai hóa này. Đó, hai bên rất đẹp. Đây, quay xa hơn một chút các bác có thể thấy rõ này. Đó, đại tự ở giữa các bác nhé, có 3 chữ là Đức Lưu Quang. Đó, ở trên là chữ Nho, còn ở dưới là dịch thuật chữ Việt ở bên dưới, đại tự ở giữa và câu đối ở hai bên. Thì sau đây em xin quay tiếp đến tấm câu đối cho các bác phải thấy rõ ở cái mộc, hàng mộc của nó tuyển chọn nó đẹp thế nào. Đó, hàng mộc này mà đẹp thế này thì sơn lên thì chắc chắn là đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé. Đó, đây lật mặt sau các bác thấy xem rõ này. Đó, mặt sau này, vân vèo này. Đó, đây mặt trước này. Trên được không nhé. Đó, cũng là chữ Nho, Tổ Tông, Công Đức, Thiên Liên Thịnh. Đó, bên kia là thế, bên kia này cái câu đối con chặt gấm các bác nhé. Đó, rất là tỉ mỉ. Ở trên là độc hai quả đào bên trên này. Đó, Tử Hiếu, Tôn, Hiền. Đó, Vạn Đại Vinh, rất đẹp và sắc nét. Đó, đây thì sau đây em quay lại tổng thể cho các bác có thể thấy rõ này. Thì bộ này có kích thước là đại tự ở giữa là 1m97 và câu đối hai bên cũng là 1m97, rộng 30, đại tự ở giữa là 1m97, rộng 67. Thì nó phù hợp với cả các ban thờ nhà các bác có chiều dài là 2m17 hoặc là 1m97 thì mình treo bộ đại tự lên thì nó rất là đẹp. Đó, và cân đối. Thì đây là em quay mộc cho bác có thể thấy xem rõ này. Còn sau khi mà đã sơn PU hoàn thiện và dã vàng lên nó đẹp nữa các bác ạ. Đây quay mộc thôi. Đó, thì bác nào mà cần tư vấn về các sản phẩm đại tự, hoành phi hay là cuốn hư câu đối đẹp thì hãy liên hệ bên cơ sở em, sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bác làm sao có những bộ đại tự câu đối treo lên gian thờ nó đẹp và cân đối. Bác nào thấy đẹp thì hãy cho em xin một nút like, đó, một nút đăng ký kênh để em quay những sản phẩm đẹp ý nghĩa Vũ Hùng xin kết thúc video ở đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Xin chào.